viên gì đấy em? Pờ đồ 10.5 đúng không? Mặt này hot lắm này. Giá bây giờ nó tụt quần rồi. Giá này chỗ này bây giờ loanh quanh 4 triệu mấy. Nhưng mà nó là hàng chất lượng đúng không? Chất lượng hàng nào em? Kèm luôn đúng không? Màn đẹp luôn đúng không? Em xem màn anh cái anh chở luôn mà màn đấy nếu mà dân mình con màn cho anh xem màn này về này. Pờ đồ 10.5 này. Wow. Màn đẹp không? Đấy, bây giờ em về là phải thể hiện rõ cho khách xem màn luôn đúng không? Cầm bài cây lên trên góc cạnh nào. Đấy. Wow, toàn gold này, màu sáng này. Toàn màu nó phải như thế này. Đấy, tỷ lệ 4 màu luôn đúng không? Đấy là những màu gì đấy? Gold này, vâng. Hồng này, trắng này, xám này. Mày nói to lên nào. Gold, hồng, trắng, sáng. Lúc chửi chồng thì to mồm thế. Láo thật. Đây, đây, đây này, anh em nhìn màu này. Đấy, chưa móc ra màu này. Màu nó phải tươi rói rói này. Thằng gấu nhận không? Màu nó phải tươi. Với cái cấu hình mạnh mẽ này thì iPad Pro 10.5 này luôn luôn là đỉnh cao nha. Màu ấy thì hôm nay là về là nguyên lô 4G. Có cả Wi-Fi nữa nhé. Và dung lượng rất là cao, 256GB, 512GB và cả có cả 64GB. Lô này gần như là dung lượng ít, dung lượng 64GB là rất là thấp. Đấy, vì là mình mua được cái lô này rất là khẳng định rằng là số 1 Việt Nam luôn về chất lượng, giá thành và dung lượng nhá. Đấy. Không có phản quang, không làm gì có phản quang em, hàng đẹp luôn, anh không làm hàng phản quang, hiểu chưa? Không làm hàng màn ám ố hồng màn già màn đấy. Em xem nó lại ủa lại gold với hồng kìa, len đúng không? Đây 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 là tính chung người ta gọi là len scan, mày hiểu không? Đấy. 256GB nhá. Toàn hầu như là 256GB mà giá rất là rẻ luôn. Khẳng định là vô địch về giá. Và cũng là chất lượng là không phải nghĩ luôn. Đấy anh em ạ. Đấy, tất nhiên là tiền nào của ý thôi. Đấy, không thể nào là một đồng tiền mà đòi hai đồng hàng được. Đấy, chúng ta gọi là hàng nó phải chuẩn. Một đồng tiền, một đồng hàng. Đấy, gọi là tiền nào của ý. Toàn hồng với vàng nhỉ. Chuẩn. Uy tín luôn. Đẹp luôn. Giá này nhá. Anh nói với em nhá. Anh chấp luôn cả cái thằng anh em hôm nọ vừa mua nhá. Đấy không? Và... cho nó thêm 300 nghìn nữa. Đấy. Tự nhiên không nghe lời tao. Tao bảo để im. Để tao xử lý. Không nghe. Đi ăn nguyên đen.